Dạ em mất hết 9 ký thịt bê của em nè, 40 ký và còn 31 ký là xong rồi em cưới em kìa. Ý mày nói vậy là mày mất 9 ký thịt là tao ăn đó phải không? Tao chỉ bù cho mày 350, nếu mày chịu mày lấy, còn không thì thôi, mày muốn làm gì mày làm. Ngồi đây làm gì không bắt máy ta, trời ơi mệt ghê à. Ren hoài không bắt máy này, mệt ghê à. Khổ ghê à. Bán bò là lời bao nhiêu, tốn tiền điện thoại đó. Trời ơi, ông chết linh lắm nha, tôi nói thiệt ông á. Dạ. Ông chết linh lắm á, mới vừa nhắc ông làm xuất hiện liền á. Mày gọi chi vậy? Hả? Bắt tao nói chuyện điện thoại với mày muốn trái máy hết pin thay cục một pin khác rồi nè. Mà cũng còn gọi nói chuyện nữa là sao? Sao mày nhiều chuyện quá, tao mệt mày ghê vậy? Anh có biết là con vợ em nó chửi em không? Nó chửi em quá trời, chửi nát nước luôn á. Ủa nó chửi mày ảnh hưởng gì tới tao, mày phải mắng vô. Là tại anh đó. Tại bây sao giờ, tại tao? Bây giờ con B nè, em bán cho người ta có 7 triệu nè. Đó bán 7 triệu nè, cho biết anh nói thôi anh em nhau, lối sớm nhau mày để cho anh đi. Anh đem về mấy ông anh bạn rồi hùng với nhau nhậu. Ừ. Thì anh mua 6 triệu, em chấp nhận bán 6 triệu cho anh. Ờ. Nhưng mà tính con em tính đi tính lại tính tới lùi con B của em nó khoảng 40 ký. Đúng không? Rồi đưa cho anh, tự nhiên giờ anh đem về bên đó. Rồi em nói là thôi đưa bên thợ của em nó làm cho, nó xả cho, nó xả thịt cho anh nó kiểu đó thôi, để mày để thợ tao nó xả cho. Thợ anh nó xả sao biết, bây giờ con B còn có 31 ký à, mất của em hết 9 ký. Trời tao mệt mày quá, mày cứ lằng nhằng hoài. Ý mày nói vậy là mày mất 9 ký thịt là tao ăn đó phải không? Không phải. Tao ăn thịt B sống luôn hả? Ý em không có nói anh là anh ăn, nhưng em nói mấy thằng thợ anh đó. Bây giờ nó xả sao bây giờ em mất hết 9 ký thịt bê của em nè, 40 ký và còn 31 ký là sao, bây giờ em nó chửi em kìa. Cứ chửi mày hoài, mày đem cái chuyện vợ mày chửi mày hù tao hay làm gì mày nhắc hoài vậy. Tao mệt ghê, thôi giờ vậy đi. Thôi bây giờ thay vì mày bán là 6 triệu đúng không? Mà bây giờ là coi như mất hết 9 ký phải không? Đúng là rồi. Coi như mày lỗ, giờ mày dứt khoát là mày còn thiếu mà 350 nữa đúng không? Đúng rồi. Là cho đủ là 5 triệu phải không? Dạ đúng còn rồi. Tao bù 350 nữa, mệt quá. Ừ thì vậy đi. Ừ, rồi tao bù 350. Ý đâu được anh? Sao không được? Tự nhiên 6 triệu gì bộ 350 nó còn có 5 triệu đâu được anh. Mày rõ ràng mày nói là con B của mày là 40 ký đúng không? Đúng rồi. Mà mày cân chưa? Mày đâu có cần. Em dự đoán là cái gì, em nhìn con bê đó, anh tính là vừa lông vừa da, rồi vừa đuôi luôn, lông đuôi đó, rồi móng luôn đó, tất cả em dự đoán là khoảng 40 mấy ký, chứ không phải 40 ký đâu. Nhưng mà em tính sát thường với anh là em tính 40 ký, nhưng mà anh chơi kiểu này là em về vợ em thế là nó cũng ly dị em được coi. Mày nói quá mày ơi, nó mệt mày quá. Thôi bây giờ tao nói, giờ nói rút lại, giờ là tao mày không cãi tới cãi lui nữa. Cái chuyện này giờ tao không biết vậy. Bây giờ tao chỉ bù cho mày 350, nếu mày chịu mày lấy, còn không thì thôi, mày muốn làm gì mày làm. Giờ em nó khó lắm, bây giờ cái nào ra cái đó, tiền nào ra cái đó, bây giờ anh chơi gì cũng được rồi. Chơi. Thôi được rồi, nếu mà gì mà 9 ký mà bò non mà nó ly dị mày đó, mày đi hỏi luật sư đi. Được rồi, tôi giờ hỏi luật sư.